Xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ đến nhà thăm bé Phương và sẽ trao cho bé Phương với phần tiền của đợt 2 mà mình đã quyên góp. Hiện giờ trời chuyển mưa rất là to, đây các bạn thấy không, chuyển đen thui luôn. Nhưng mà mình cũng tranh thủ đi vì một lát chiều là gia đình sẽ đưa bé đi lên bệnh viện để theo dõi và điều trị. Tại tại nằm trên xe không thoải mái với lại dằn á. Dạ. Dạ. Dạ, với lại thăm khám lại mình mới kiểm soát tình hình ấy được. Dạ. Tội nghiệp. Gán em, gán lên. Ai cũng lo sức khỏe cho em nên gán lên nhé. À là bữa mà chú đi đúng không? Dạ. À để khám trực tiếp luôn cho ấy dễ. Dạ. Dạ. À. Dạ. Chứ đâu dám, người ta đâu dám đổi thuốc mạnh đâu, để khám sức khỏe là sao? Dạ. Dạ cô, con gửi cô ha. Cái này là danh sách cho những người đã đóng góp đợt 2 ha. Để con nói hồi lại. Dạ, rồi đây danh sách ha. Tổng cộng đợt 2 á, là 15.200.000. Dạ. Là cái đợt này con ấy từ hôm bữa chiều 28 cho tới 1 tháng 11 hôm nay. Dạ, cái này là cái danh sách ha cô. Con lấy lại ha. Dạ, còn cái này là số tiền 15.200.000, có gì cô kiểm tra cô ấy giùm con nha. Cô cứ đếm kỹ lại đi con, cứ đếm kỹ lại đi chào. Tại con cũng trao giùm mà nên rõ ràng cho dễ. Dạ, vậy là cái này đủ 15.200.000 thôi không? Dạ. Thì cô đếm kỹ lại nha, nhiều khi đếm sót. Dạ. À, còn cái này là cửa hàng Phi Hải. À, gửi bé là 2 triệu, cái gì cô mở ra cô kiểm tra giùm con nha. Đây là cửa hàng Phi Hải. Dạ. Dạ, rồi cô kiểm tra đủ 2 triệu. Dạ. Dạ, còn cái này á, là bên của Thi Thơ Make Up. Cái này là của những bạn trong Make Up trong đó luôn, là 1.500.000. Có gì cô mở giùm con ha. Dạ, rồi cái này cũng 1.500.000. Dạ rồi. Dạ, còn cái này thì của bạn có Facebook là Trang Nhi á, làm ở khách sạn Hùng Hiếu, bạn đó gửi là 400. Có gì cô kiểm tra con ha. Dạ, này là đủ 400. Dạ, còn cái này là hồi nãy lúc mà con chạy đi các bạn kia thấy con biết á, nên bạn gửi phụ 100 nữa. Dạ. À, con gửi cô luôn ha. Rồi cô kiểm tra đủ hay không? Dạ. 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 Mong bé mau hết bệnh ạ. À. À, hôm nay thì bé sẽ đi Sài Gòn để tái khám lại để xem tình hình bệnh như thế nào. Rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé ạ. À. Vậy là gia đình mình cũng ngưng nhận ở đây để mình những nhà hảo tâm mà muốn giúp mình có thể giúp những cái hoàn cảnh khác nữa ha. Tại vì tạm thời thì gia đình mình cũng hầu như là đủ rồi, tại vì không có muốn ấy nhiều. Dạ. Dạ rồi. Trong lòng nhiều bạn bè hay là gì cũng đủ bao nhiêu cũng là tấm lòng cho dạ. Người cũng nguyện mà tại vì cô để chia sẻ cho mọi người khác. Dạ. Người có cái hoàn cảnh khó khăn dạ. Của mình hơn mình dạ. Cũng có nhiều quá thành ra cô dễ dạ. Chia sẻ.